Chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó là chuyện bạn Bo của chúng ta đi xem triển lãm tranh. Vào cuối tháng 9 năm 2019 thì mình có xem được một clip một bạn fan đã bắt gặp bạn Bo của chúng ta đi xem triển lãm tranh ở phòng triển lãm quốc gia nước Anh tại thành phố London. Sau khi mình xem clip này thì mình cảm thấy khá là bất ngờ vì bản thân mình chưa bao giờ nghĩ rằng là bạn Bo của chúng ta lại có cảm hứng với triển lãm tranh. Đặc biệt là vào tháng 9 năm ngoái thì bạn Bo khá là bận rộn nên mình cũng không nghĩ là bạn ấy sẽ có thời gian. Vì khá là tò mò không biết bạn ấy làm gì ở London cho nên là mình đã check lại lịch trình của bạn ấy và phát hiện ra là bạn ấy đã bay đến London vào ngày mùng 9 và trở về thành đô vào ngày 13. Bởi vì trong lịch trình không có ghi là bạn ấy làm gì ở London hết, cho nên là mình đã quyết định check tài khoản cá nhân của chị quản lý của bạn Bo và biết rằng là bạn ấy đi London để quay quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm của Nhật Bản. Mình cũng check cả Instagram của hãng và phát hiện ra giám đốc nghệ thuật của hãng cũng khẳng định bạn Bo đến London để quay quảng cáo. Do đó mình nghĩ rằng bạn ấy đã tranh thủ tham quan thành phố trong quá trình làm việc. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây đó là khi mà mình check cái địa điểm tham quan nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất bởi người Trung Quốc ở London thì đó là bảo tàng nước Anh. Nhưng không hiểu sao bạn Bo của chúng ta lại đến phòng triển lãm tranh nước Anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem là bạn Bo đã đến đó để làm gì nhé. Đây là bức ảnh mà bạn Bo đang lắng nghe thuyết minh về bức tranh Hoa Hướng Dương của họa sĩ Van Gogh. Hoa Hướng Dương là một tác phẩm vô cùng nổi tiếng, nhưng để khách quan hơn, mình đã tìm trên mạng một bức ảnh có góc chụp y hệt như góc chụp của Vương Nhất Bác để chúng ta dễ dàng so sánh. Phần phía trên màu vàng của bông hoa và ở phía dưới có biển màu trắng để tên của tác phẩm. Để chắc chắn hơn nữa thì mình đã phóng to bức ảnh ở góc trong cùng lên để xem đó là bức tranh gì. Nhiều bạn sẽ nói là tại sao không phóng cái bức tranh ở giữa vì đấy là bức tranh toàn thể nhất. Thế nhưng mà khi mà mình phóng to lên thì nó chỉ có màu vàng và màu xanh thôi, rất là khó để phán đoán. Nhưng mà bức tranh ở trong góc thì nó sẽ có những mảng màu rất là riêng biệt. Ở trên cùng là màu xanh da trời, sau đó đến khoảng màu tím, màu vàng, màu xanh lá và cuối cùng là màu hồng. Như các bạn đã thấy, mình đã tìm thấy một bức tranh giống hệt với bức tranh này ở trên trang web của phòng triển lãm tranh nước Anh. Và bức tranh này thì được đặt ở phòng số 43. Và mình cũng check lại bức Hoa Hướng Dương cũng được đặt ở phòng số 43. Như vậy, chúng ta đưa ra kết luận là Vương Nhất Bác đang xem bức tranh Hoa Hướng Dương, hoàn toàn chính xác. Và để chính xác hơn nữa thì mình đã tìm bản đồ phòng triển lãm tranh. Và như các bạn đã thấy thì tên họa sĩ Van Gogh nằm ở trong khu vực có màu xanh lá cây. Và phòng số 43 cũng ở khu màu xanh lá cây, hoàn toàn chính xác. Vậy thì tại sao bạn Bo của chúng ta lại có cảm hứng với tranh của Van Gogh như vậy? Thực ra lúc mà mình xem clip này thì mình không biết tại sao cả. Nhưng sau đó 4 tháng thì mình đã biết lý do tại sao. 4 tháng sau thì mình có đọc được một bài phỏng vấn Chiến Ca trên trang Nhân Vật của Trung Quốc. Chiến Ca tiết lộ anh rất là yêu Bắc Kinh, thích chị Châu Tấn và cực kỳ ngưỡng mộ họa sĩ Van Gogh. Cụ thể trong bài phỏng vấn Chiến Ca có nói anh không có thời gian đi xem tranh, nhưng một người bạn của anh đã đi xem rồi và anh có thể xem tranh thông qua Weibo của người đó. Tạp chí được mở bán vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 và lúc này mình chợt nhớ tới là 4 tháng trước bạn Bo của chúng ta đã từng đi xem tranh Van Gogh. Và mình không biết là nhân vật được nhắc đến trong buổi phỏng vấn của Chiến Ca có phải là Vương Nhất Bác hay không. Tuy nhiên Chiến Ca từng nói người bạn đó đã post ảnh lên Weibo, nhưng chúng ta không hề thấy một bức ảnh nào trên Weibo của bạn Bo cả. Vậy chúng ta sẽ có hai nghi vấn. Thứ nhất, bạn Bo có một tài khoản Weibo riêng tư. Thứ hai, bạn Bo chính là người bạn đã thay Chiến Ca đi xem tranh của Van Gogh. Ngoài ra mình còn thấy một clip khác. Ngày hôm đó khi xem xong triển lãm thì bạn Bo liên tục nhắn tin thoại cho ai đó. Nhưng sau đó khi mà chúng ta còn đang đoán già đoán non về sự việc thì bạn Bo đã âm thầm lên tiếng về sự việc này. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, bạn Bo đã đến Bắc Kinh để dự đêm Weibo với Chiến Ca. Bạn ấy đã mặc cái bộ mà giống hệt như cái hôm bạn ấy đi xem triển lãm tranh 4 tháng trước vậy. Cuối cùng thì bạn Bo cũng đã chính thức trả lời hai nghi vấn của chúng ta rồi đấy thôi. Và đây là hình ảnh Chiến Ca vừa từ máy bay đi xuống, trông rất là đẹp trai, ăn mặc rất là thời trang. Nhưng mà chúng ta không thể vì sự đẹp trai của Chiến Ca mà quên đi nhiệm vụ của chúng ta được. Giờ mời bạn hãy nhìn vào người đi phía sau Chiến Ca mặc chiếc áo màu vàng và màu xanh da trời. Trên tay anh ấy cầm một cái gì đó rất giống cái ván trượt. Nếu bạn nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy.